quý thầy cô và các quý đồng nghiệp tại các điểm cầu ạ. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình xin báo cáo trường hợp bệnh nhân. Bệnh nhân nữ 21 tuổi, địa chỉ Đà Bắc Hòa Bình vào viện ngày 9 tháng 7 năm 2021. Lý do vào viện vàng da, tiền sử bệnh nhân là không có tiền sử bệnh lý gì. Bệnh sử cách vào viện 5 ngày, bệnh nhân xuất hiện vàng da, vàng mắt, tiểu sẫm, tiểu vàng sẫm, chán ăn, mệt mỏi. Nhiều đã đến khám tại trung tâm y tế huyện, ban đầu phát hiện men gan tăng cao, sau chuyện được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình khám. Khám lúc vào bệnh nhân tỉnh, cân nặng 47 kg, BMI 20,8, các chỉ số sinh tồn trong giới hạn bình thường, da vàng, niêm mạc hồng nhạt, cùng mặc mắt vàng, không phù, không sốt huyết dưới da. Bệnh nhân đã được làm các xét nghiệm, kết quả là hồng cầu 4,2 triệu, huyết sắc tố là 98, hematocrit 29,9, MCV 70,6, MCH 23,3, MCHC 239, tiểu cầu 342, bạch cầu 12,8, trung tính 70,6, lympho 18,9%, mono là 8,0, đông máu cơ bản là PT 87,2, INR 1,1. Các xét nghiệm sinh hóa bệnh nhân đã được làm qua các ngày 19 tháng 7, 12 tháng 7 và 15 tháng 7. Thì chỉ số pin toàn phần, pin trực tiếp, GOT, GPT, ure, creatinine và đường máu đã có trên bảng. Sắt 26, ferritin 337, tổng phân tích nước tiểu âm tính, HbA1c dương tính, HCV âm tính, anti-HCV âm tính, HbA1c dương tính, HBC, IgM dương tính, HBV, DNA dương tính, siêu âm tổng quát từ gan bình thường, lách to nhẹ kích thước 121 cm, có một thai, tương đương 18 tuần, tim thai 164 chu kỳ trên phút, ối bình thường, hiện tim bình thường. Và em đã đưa ra chẩn đoán là viêm gan B cấp trên thai 18 tuần, bệnh kèm theo là thiếu máu, nhược sắc hồng cầu nhỏ, theo dõi bệnh tan máu. Em xử trí là truyền dịch đường năm và bổ gan. Xin ý kiến hội chẩn của các thầy ạ. Chẩn đoán đã phù hợp chưa? Phương pháp điều trị tốt nhất cho bệnh nhân như thế là được không? Và tư vấn bệnh nhân sau khi ra viện như thế nào? Xin cảm ơn các thầy và các quý đồng nghiệp đã nghe. Vâng, cảm ơn em. Thứ nhất là xin mời thầy Trung chẩn đoán hình ảnh, có ý kiến gì về bệnh án này không? Dạ, trong bệnh án này thì chúng em không có gì liên quan đấy. Cảm ơn thầy. Thứ hai là cô Hương Lan. Lan Hương, chuyên gia về huyết học, có ý kiến gì không? Hôm nay là thầy Vương Sơn Thành. Vâng, mời thầy Thành. Cảm ơn. Báo cáo giáo sư Bình, báo cáo các anh các chị. Báo cáo các anh chị ở đầu cầu Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình cũng như là các bệnh viện khác. Thì bệnh nhân này thì có vào viện với có cái vàng da, có cái hội chứng hoàng đảm. Nhưng mà lách thì không to. Lách thì tầm 12,1, tức là có lẽ là cũng to nhẹ thôi. Xét nghiệm thì có cái hồng cầu 4,2 teralit, hemoglobin 98. Cái hồng cầu thì nhỏ, cái MCV 70,6. MCHC thì 239, tiểu cầu bình thường. Cái bạch cầu thì hôm qua em có gọi điện cho bác sĩ Hảo thì cũng bảo là bình thường. Đấy. Dạ, số lượng tuyệt đối em gọi qua điện thoại thầy ạ. Dạ, dạ. Thì cũng bình thường, còn trên cái slide này thì cũng không có. Sinh hóa thì bệnh nhân có cái sắt và ferritin bình thường, bilirubin thì tăng 117 và chủ yếu là tăng trực tiếp. Đấy, bệnh nhân này có đợt viêm gan cấp cho nên là việc cái xét nghiệm sắt và ferritin này nó cũng sẽ bị pha loãng, là không biết là bệnh nhân có thiếu sắt thực hay không, bởi vì là sắt dự trữ rất nhiều trong gan. Và khi mà tổn thương gan thì sắt và ferritin nó ra ngoài máu và xét nghiệm nó sẽ bị pha loãng, là mình không rõ được là nó bình thường như vậy hay là do viêm gan. Đấy, bệnh nhân này thì các anh chị ở Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình nghi ngờ một cái bệnh lý thalassemia thì có cơ sở không? Thì với quan điểm của em, nếu em ở vị trí đấy thì em cũng nghĩ là có thể, bởi vì là thalassemia là một cái bệnh phổ biến ở vùng từ Thái Lan qua Lào, qua Campuchia và miền Tây Nghệ An, sang miền Tây Thanh Hóa, sang Hòa Bình, sang Sơn La và Yên Bái. Ở cái vùng đấy mà là cái vùng mà bị rất nhiều, tỷ lệ khoảng 10 đến 35% dân số. Với những người mà có hồng cầu nhỏ thì nghĩ tới mang gen thalassemia hoặc là thalassemia là hợp lý. Đấy.
Thế thì phải làm gì thêm? Thì nếu mà em làm một cái bác sĩ ở Hòa Bình thì đầu tiên em làm một cái huyết đồ để xem có cái hồng cầu có nhân trong trong công thức máu không. Nếu mà có cái hồng cầu có nhân thì nghĩ tới nhiều là thalassemi hơn. Đấy, thứ hai là làm điện di, tuy nhiên là ở Hòa Bình thì cái hóa chất đang hết. Thì bệnh nhân ở nhà rất nghèo và người ta cũng không không có tiền để mà gửi ngoài. Người ta gửi mất mấy cái xét nghiệm đến virus rồi và người ta không còn tiền nữa. Đấy, các anh chị cũng đã tư vấn, tức là cũng làm, em cũng chắc cũng làm giống như các anh chị thôi. Đấy, tuy nhiên thì quy trình tiếp theo em nói là có thể áp dụng cho nếu gia đình còn sinh tiếp đứa con sau, mà chắc là sẽ sinh tiếp, thì các anh chị có thể làm đó là khi nào có điều kiện thì làm lại điện di và sắc tố của người vợ. Đấy, và khám sàng lọc cho người chồng để xem nếu hai vợ chồng cùng hồng cầu nhỏ mà nghi ngờ mang gen thalassemi ấy, thì có lẽ là xin các anh chị gửi xuống Bạch Mai để bọn em làm cái gen thalassemi. Đấy, trong trường hợp hai vợ chồng cùng mang gen, cùng mang một đột biến gen thalassemi, thì bọn em sẽ tư vấn là nếu mà trường hợp cái gen đột biến đấy là thể nặng thalassemi thì không nên có con. Còn nếu có con thì sẽ phối hợp với chuyên khoa sản để lúc mà người vợ mang bầu thì phải chọc ối để xét nghiệm gen thalassemi cho đứa con, để loại trừ trường hợp sinh ra đứa con mang bệnh thalassemi thể nặng. Thì đó là cái quy trình với bệnh thalassemi đối với trường hợp này, nhưng mà có lẽ là áp dụng cho đứa sau, còn đứa này không không còn kịp nữa rồi. Đứa này thì có lẽ nếu em là ở Hòa Bình thì em cũng không làm được gì hơn so với các anh các chị ở đây. Vâng, xin mời chuyên gia về tiêu hóa, thầy Sơn, có anh Dung có không? Xin chào thầy Bình, chào quý đồng nghiệp. Thì đây là một bệnh nhân phải nói rằng là nó rất khó. Khó bởi nhẽ là bệnh nhân có một cái bệnh, có trên một cơ địa là một bệnh nhân có thai mà đang còn nghi ngờ có thalassemi hay không. Lại bị một cái bệnh lý về tiêu hóa, tức là có viêm gan B. Thì trong trường hợp này thì các bạn nghĩ nhiều đến cái viêm gan B cấp thì đấy là một cái phù hợp. Tuy nhiên là ngoài những cái vấn đề mà trên bệnh lý để nêu ra về mặt lâm sàng như các bạn khai thác, thì tôi nghĩ là một số cái điều sau đây chúng ta nên bổ sung. Thứ nhất là khai thác kỹ bệnh nhân, xem bệnh nhân này có sử dụng thêm thuốc nam và các thuốc uống dưỡng thai hay không. Vì đấy là những cái mà bệnh nhân thông thường hay sử dụng trong các cái trường hợp ở bệnh nhân khi mang thai. Thứ hai là các cái xét nghiệm của các bạn thì còn một số cái ngoài cái vấn đề về xét nghiệm về để khẳng định tan máu như các thầy bên chuyên gia huyết học đã nói, thì một số xét nghiệm rất là cơ bản, ví dụ như là đông máu cơ bản ở đây thì tôi hoàn toàn không thấy chuyển lên cho chúng tôi biết. Đây là các xét nghiệm ví dụ về nước tiểu này, rồi các cái xét nghiệm về viêm gan A có thể kèm theo hay không, hoặc là các xét nghiệm trong đó các bạn làm được cái HBCIgM, thì cái HBCIgG thì mình cũng nên làm, bởi vì trường hợp này nhiều khả năng là viêm gan B cấp, nhưng chúng ta cũng chưa loại trừ hoàn toàn được cái trường hợp là đợt cấp của viêm gan B mãn tính. Để sinh hóa ví dụ một số cái xét nghiệm khác như mỡ máu thì mình không làm, mình xem có bình thường không, hoặc là giữa chuyển hóa về đồng sắt thì mình làm rồi đấy, về gamma GT. Về mặt điều trị thì tôi cho rằng là ở đây là một trường hợp viêm gan B cấp, vì vậy mà cái việc điều trị chủ yếu là hỗ trợ và chúng ta phải theo dõi sát cái tình trạng thai nhi cho bệnh nhân, phải có ý kiến của chuyên khoa sản khoa. Và ngoài ra thì chúng ta biết rằng gần như các cái thuốc mà hỗ trợ của cho gan thì đều ảnh hưởng đến thai, đặc biệt là trong 3 tháng đầu. Vì vậy mà trong trường hợp này mà với cái tổn thương gan như này thì chúng ta có thể hỗ trợ thêm một số thuốc, ví dụ các axit amin mạch nhánh cho bệnh nhân, không nào. Và khi bệnh nhân ra viện thì trong các trường hợp này thì chúng ta phải lưu ý một cái vấn đề rất là quan trọng là có thể truyền, tức là ở 3 tháng cuối là để nếu như bệnh mà tái phát thì có thể xem xét những cái việc sử dụng các thuốc kháng virus. Và chúng tôi hết sức lưu ý một trường hợp nữa là một việc nữa là chúng ta ngoài cái việc tiêm vaccine cho trẻ thì chúng ta phải tiêm thêm globulin máu cho bệnh nhân để tránh
và hạn chế cái sự nhiễm lây nhiễm từ mẹ sang con ảnh hưởng đến sau này. Nếu ta biết thì nếu người mẹ mang thai trong 3 tháng đầu thì tỷ lệ mà lây nhiễm của virus viêm gan B nó khoảng độ dưới 1% thôi. Tuy nhiên 3 tháng sau thì bắt đầu tăng lên khoảng độ đến 10%, khoảng 10 lần. Và đến 3 tháng cuối thì tăng lên khoảng độ 60-70%. Vì vậy mà chúng ta hết sức lưu ý trong trường hợp này là phải phòng cái chuyện lây nhiễm từ mẹ sang con của virus viêm gan B. Xin cảm ơn thầy Bình và tất cả các thầy. Vâng, cảm ơn thầy Sơn. Xin mời cô Giang chuyên gia chuyển nhiễm. Kính thưa giáo sư Bình, kính thưa các quý vị đồng nghiệp, tôi cũng hoàn toàn thống nhất với bác sĩ Sơn là bệnh nhân này có viêm gan B và nhiều khả năng là viêm gan B cấp bởi vì là có HBCIGM dương tính, và cũng nhất trí với bác sĩ Sơn là nên sàng lọc thêm cả viêm gan A và viêm gan E nữa bởi vì hoàn toàn có thể bị phối hợp ở hai loại virus. Thứ nhất là về chẩn đoán là nhiều khả năng là viêm gan B, nhiều khả năng là đợt cấp của viêm gan B. Thứ hai nữa là các bạn điều trị thì cái men gan hiện giờ thì từ 809 xuống còn 203. Đấy là GOT và GPT từ 850 xuống còn 250. Như thế là men gan cũng có xu hướng giảm, bilirubin cũng có xu hướng giảm. Như vậy là cái đợt cấp này của viêm gan B nó đang thoái lui. Và tôi cũng nhất trí là nếu mà viêm gan B cấp thì nó có thể tự ổn định. Đối với người trưởng thành hệ thống miễn dịch hoàn thiện thì cái khả năng mà viêm gan B cấp mà có thể tự khỏi lên đến 90%. Chính vì vậy mà không có chỉ định điều trị kháng virus ở những trường hợp viêm gan B cấp. Tuy nhiên bệnh nhân này là làm phụ nữ có thai cho nên là cũng đánh giá cũng đề ra vấn đề là có thể lây nhiễm từ mẹ sang con. Vậy thì nếu như mà để có khuyến cáo điều trị hạn chế lây nhiễm từ mẹ sang con thì trong vòng 3 tháng cuối của thời kỳ thai nghén từ tuần thứ 24 trở đi thì người ta sẽ đo tải lượng virus, nếu mà tải lượng virus trên 10^6 thì người ta sẽ cân nhắc đến việc cho thuốc uống cân nhắc đến việc là cho mẹ uống thuốc kháng virus, và tất nhiên là khi chuyển dạ đẻ thì sẽ cho cân nhắc đến việc là tiêm huyết thanh cho em bé. Nhưng mà tại cái tuần thứ 18 này thì HBVDNA là 8 × 10^4, tức là tải lượng virus cũng chưa thật cao lắm. Đến 24 tuần thì mình cũng nên định lượng lại cái tải lượng virus cho mẹ. Nếu mà không quá cao thì cũng cân nhắc với việc là chưa cần thiết phải sử dụng thuốc kháng virus ở 3 tháng cuối. Vâng, đúng theo đúng phác đồ của Bộ Y tế thôi ạ. Vâng, em xin hết. Vâng, cảm ơn con. Tóm lại là trên một người mà có khả năng là thalassemia rồi thứ hai có cái viêm gan, đúng không ạ? Xin mời thầy Hiệp chuyên gia về sản cho ý kiến. Kính thưa giáo sư Bình, chào anh em quý vị đồng nghiệp của Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình. Ca bệnh này thì thực sự là rất là hay, rất là thú vị, là vì như cái báo cáo này thì là theo tôi là bên anh em Đa khoa Hòa Bình chẩn đoán thế là khá là phù hợp. Tuy nhiên này tôi cũng đồng ý với cả cái ý kiến của tiến sĩ Sơn bên tiêu hóa là cũng nên xem cái trường hợp này là bị viêm gan cấp trên cái nền mãn hay không, thì bệnh nhân như chuyên khoa huyết học đã nói bệnh nhân rất là nghèo, thế nên là có thể trước đó mình chưa biết được là có cái viêm gan B chưa. Về cái chẩn đoán như thế là phù hợp, và cái trường hợp này nó lại là 18 tuần, tức là cái tải định lượng đã làm rồi và có 10^4 thôi, thì cái khả năng là chưa phải dùng cái thuốc kháng virus để mà lây truyền mẹ con. Thế còn về cái phần điều trị thì theo tôi thì điều trị như thế này thì trên đó điều trị là cũng tương đối tốt, là vì bằng chứng là cái men gan nó đã giảm qua ba lần xét nghiệm rồi, theo cái báo cáo này thì đã giảm. Về chuyên khoa sản thì tôi chỉ có ý kiến là vì là sản phụ vào với cái rõ ràng là có một cái cấp của viêm gan và có cái sự chán ăn, có cái mệt mỏi như vậy, thì cái dinh dưỡng cho thai thì làm cái vấn đề quan trọng, thì chỉ xin trên đó là xem cái dinh dưỡng cho mẹ làm sao, vì cái giai đoạn này giai đoạn rất là quan trọng, cái 10-18 tuần này rất là quan trọng, và sản phụ này là 21 tuổi thì thông thường là cái với cái thai này ấy, thì mình theo dõi thai độ bằng siêu âm thôi, tuần độ hai tuần một lần nữa. Vâng, xin hết thầy ạ. Vâng, cảm ơn các thầy. Đây, bệnh án rất khó và rất hay. Các bạn Hòa Bình còn hỏi gì không? Anh Thành. Alo, các đầu cậu Hòa Bình, các bạn còn hỏi gì không?
Vâng, nếu mà các bạn không hỏi gì, chúng ta chuyển sang ca bệnh thứ hai, bệnh viện.